Chị thấy không? Những cái chiếc gồng gọc tự chế nè. Những cái chiếc gồng gọc này không những là giúp cho anh Lâm trị liệu để khỏi tốn tiền ha, mà duy trì cái cuộc sống của anh Lâm, ngoài ra nó còn có thêm một cái chức năng mà cô bác anh chị sẽ không ngờ tới. Có thể nâng anh Lâm bổng lên, treo lơ lửng ở trên này và cái chiếc xe cái đằng kia kìa. Rồi hôm nay con đến đây là cũng lần thứ mười mấy, con quên tên mấy đi. và chính đếm 12, 12 năm đi. ông nội Dạ, con đến đây con thay mặt cho một chị giấu tên ở Mỹ gửi cho bà Chính là 200 đô. Và cô Phấn ở Úc gửi cho bà Chính 2 triệu đồng. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại thành phố Vĩnh Long của tỉnh Vĩnh Long. Ngày hôm nay thì Bùi Hồ trở lại thăm hoàn cảnh của bà Chính cùng với lại anh Lâm, một người thanh niên bị gần như là tàn phế sau khi bị một tai nạn giao thông. Và cuộc sống của anh dựa vào cái chiếc gồng gọc tự chế do tự mình nghĩ ra và nhờ ba mình làm. Cũng hơn 10 năm qua rồi thì anh Lâm cứ nằm tại chỗ vào việc chăm sóc vệ sinh cá nhân của anh nhờ chính vào người cô của mình, đó là cô Chính cũng ngoài 80 rồi. Cũng như Bùi Hồ đã nói ở những video clip trước, Bùi Hồ sẽ quay trở lại thăm bà Chính mỗi khi có dịp về lại Vĩnh Long, cũng như khi mỗi khi mà Mạnh Thường Quân có trao những cái phần thiện kim để cho bà Chính cùng với lại anh Lâm có thể xoay sở cuộc sống hàng ngày. Vì đâu đó gần thì bà Chính cũng đã già, tuổi cũng đã xế chiều, còn anh Lâm thì lại nằm bất động, hai người thì không có khả năng lao động được nữa. Cái công việc bán gạo để mưu sinh nuôi cháu của mình thì bà Chính lại không bán nữa vì đâu đó tay chân cũng đã yếu ớt rồi. Trong khi đó anh Lâm thì với cái cơ thể gần như là nằm liệt giường không thể cử động thì cũng cố gắng gượng dậy để mà đi bán vé số. Tuy nhiên bán không được bao lâu thì mất vốn. Đơn giản vì với cái tay chân thì nó không cử động được, phải trông chờ vào di chuyển vào chiếc xe lăn. Những kẻ xấu thì lại thấy anh như vậy, lại giật vé số hết lần này đến lần khác. Cũng may là không có bị những cái tai nạn khi mà họ giật vé số. Bây giờ thì cũng quay thăm lại anh và bà Chính cùng trong với một cái ngôi nhà tình thương như thế này. Thời gian qua thì rất là nhiều Mạnh Thường Quân đã cùng nhau chung tay, mỗi người một ít để mà san sẻ những cái phần yêu thương, chia sẻ để cho bà Chính cùng với anh Lâm có cuộc sống đỡ hơn. Nhưng rồi thì cuộc sống cơm áo gạo tiền, sống trong cái cảnh hàng ngày phải mua thuốc men, thậm chí là cả những vết thương lở loét trên cơ thể của anh Lâm. Nào là thuốc đỏ, nào là thuốc, đủ thứ. Cuộc sống mặc dù là được hỗ trợ nhưng mà vẫn còn đó sự thiếu thốn. Ngày hôm nay thì Bùi Hồ trở lại đây để thăm hoàn cảnh của gia đình, thay mặt quý Mạnh Thường Quân gửi tiền. Và nghe nói anh Lâm mới nói là một tí xíu vô được không, vì bà Chính đang gửi vết thương cho anh Lâm. Bà Chính thì bị một cái tai nạn giao thông vừa xong thì ngày hôm nay lại bắt gặp và nghe thêm một cái tin rằng cái chân của bà Chính bị vết thương, bị sưng khá là nặng. Bà Chính lúc mà Bùi Hồ điện cho bà thì bà nói là đang rửa vết thương cho anh Lâm, và hiện nay thì cũng anh Lâm cũng đang mặc áo, cũng không có tiện vô trong. Cô bác quý anh chị một tí xíu nữa thôi thì mới có thể vô thăm anh được. Nhưng mà chúng ta có thể thấy được rằng nè, trên một cái chiếc giường có thể kéo đi được bởi những cái chân của cái bánh xe lăn, thì ở trên đó là lỉnh khỉnh chồng chằng chịt những cái dây dù và những cây tre, trên đó là một cái máy mua tưa để có thể làm cho anh trị liệu để duy trì cuộc sống đến thời điểm này. Mà Chính đi đâu anh Lâm? À, bà Chính thay đồ hả? Cái chân bà Chính bị đau đúng không? Trời ơi, hết bị tai nạn giao thông vừa xong á thì lại bị đạp gai á, bị sưng. Là chính ba đã vệ sinh, đã vết thương nhanh xong chưa?
chưa có kéo cái áo lên. Đây cô bác với anh chị, những cái chiếc chiếu manh của anh Lâm được bà Chính đều giặt hàng ngày, phơ vì đâu đó khi việc tiểu tiện của anh Lâm á lên những cái chiếc chiếu như thế này nè, nó cũng đã mục hết nè, phải giặt phơ thường xuyên thì những cái chiếc chiếu này nó không có chạm đến cái vết thương của anh á, nó bị lở lét. Tại vì khi mà cơ thể cô bác anh chị biết nằm ở trên một cái chiếc chiếu rất là lâu á, mà không vận động thì những cái vết thương đó nó càng nằm nó lở lên cái lưng của anh nè, nhìn thấy thương và tội lắm đó. Bà Chính có chia sẻ với Bùi Hồ rằng là tuổi bà cũng đã lớn rồi, sức khỏe cũng không còn như trước nữa, không biết là anh Lâm, bà có thể gắn bó với anh Lâm được bao lâu, rồi ai sẽ là người nuôi cháu mình nếu như bà về trăm tuổi già, đúng không? Nghe nói mà càng xúc động. Cũng không có muốn tâm sự cho bà Chính nhiều vì bà Chính còn phải nghỉ ngơi hơn 80 tuổi rồi. Bây giờ vô đây tí xíu ha cô bác anh chị, hôm nay nhiều chuyện tí xíu. Dạ con chào bà Chính ha. Đây thay cái chiếc chiếu mới nè cô bác anh chị thấy không, bà Chính rất là dễ thương, mặc dù là lớn tuổi nhưng mà mỗi khi khách tới là bà Chính phải tụi ngủ vô trong để mà lấy ghế rồi nào là nước suối à, nhưng mà con không uống nước suối nha bà Chính nha. Nãy con đợi ở đằng kia thì con đã uống nước rồi. Dạ dạ con đã uống xong rồi. Đây ở trên này một cái chiếc motor rất là to nè cô bác anh chị thấy không, ở trên này là những cái cây tre, cái tre này chắc cũng lâu rồi, mười mấy năm rồi đúng không, chưa thay đúng anh Lâm, cây tre không hả? Bổ sung thêm hả? Có nghĩa là càng ngày càng nhiều cây hơn. Sợ cây cũ nó yếu ha. Dạ. Hồi sớm giờ có tập nữa không? Có chứ, rồi bà mới là mình. Đây. Bà Chính hồi tới Lâm đi. Mình rồi rửa cho thương cho nó. Trên cái chuỗi video về những hoàn cảnh khó khăn á. Thì Bùi Hồ chia sẻ về hoàn cảnh của anh Lâm rất là nhiều lần đó, anh Lâm nó cũng bây giờ chắc cũng hơn 10 lần rồi. Dạ, lần nào cũng nhiều quá rồi. Dạ. Giúp cho Lâm quá nhiều mà bà Chính cứ gặp nạn hoài. Bà Chính hôm nay là cái chân của bà Chính bị vết thương phải băng ở dưới bị gai nó đâm rồi, bà đi 2-3 ngày cái đi cũng được nữa rồi. Rồi cho tuổi. Lâm nghỉ bán luôn bán rồi luôn. Bà mới đi qua bệnh viện mổ ngày hôm qua. Ở bệnh viện mới mổ nó nhiễm trùng làm độc đó, mổ rồi băng cái giò bà, rồi bà đâu có về đâu có đi được, rồi mua cơm rồi làm sẵn ăn không à, bữa nay bà mới bước ra được. Hết nhiều tiền bà Chính mổ hả cha? Bà lớn tuổi mổ ở bên bệnh viện y tế và nó không có lấy tiền, tại có bảo hiểm người tuổi. Già dạ. Bà Chính 81 rồi đúng không? Dạ. Trong giấy ta. Thì 80 nhưng ngoài 81. Nè cô bán anh chị thấy không, những cái chiếc gồng gọc tự chế nè, những cái chiếc gồng gọc này không những là giúp cho anh Lâm trị liệu để khỏi tốn tiền ha, mà duy trì cái cuộc sống của anh Lâm, ngoài ra nó còn có thêm một cái chức năng mà cô bác anh chị sẽ không ngờ tới, đó là có thể nâng anh Lâm bổng lên treo lơ lửng ở trên này và cái chiếc xe đằng kia kìa, đó là cái chiếc xe lăn được cái cô chú mình thường quân rồi bạn bè rồi đó hỗ trợ đấy, đưa Lâm đi bán vé số, nhưng mà giờ nghỉ bán luôn rồi, hết vốn rồi. Mấy ngày nay bà Chính bị rồi nghỉ. Mấy thứ ba bà Chính mổ bà nghỉ. Không có làm cho nó được. Hôm nay còn kinh phí nhiều không bà Chính? Cũng giữ chừng chứ đâu có dám xài. Còn được 100 triệu không? Không thôi. Chắc chậm khoảng 90 rồi ha. Thôi chứ. Hả? Cũng chi phí tùm lum lắm đâu có. Thôi vậy là con nói hơi nhiều rồi. Cô bác cho thì cũng khá lắm chứ không phải là ít. Là giây phút đầu á chứ. Bà con người ta cũng giúp đỡ. Nói chơi thôi cô bác anh chị, đừng cho vui cười để cho bà Chính quên cái nỗi đau. Thì có người cho 10.000, 20.000, có bữa rồi không cũng tại vì thời buổi này cô bác cũng làm ăn khó khăn dữ lắm. Ok anh Lâm, cái chân của anh Lâm ở dưới nó bị tím luôn anh Lâm. Nó đi nắng cái nó bậm nó đen vậy đó, nó bị đi ra nắng thường á, hay là máu chạy không đều đúng rồi,
nó đi ra nắng. Chắc hay bị táp nắng ha. Dạ, bị nắng. Bị nắng. Mấy ngày nay mình khỏe không anh Lâm? Cũng khỏe mà bị cô Chính đó. Cũng hơi ảnh hưởng sức khỏe chút. Lo hả? Dạ. Hai ngày đầu thì đâu có lo cho nó được. Vì chỉ xuống lăn mình sơ qua rồi vết thương chăm sóc cũng không kỹ được nữa. Rồi mới bữa nay là đỡ rồi chứ ngậm qua cũng còn chống cây gậy đi trực tiếp với chân chứ không có đi thẳng. Mổ ra nó động, đau. Tại vì qua nó mổ người ta quậy quá nó đau á. Sáng giờ tập mấy lần anh Lâm? Sáng thức ra 6 giờ là chính máng lên cho nó tập. Tập rồi nó muốn lần rồi là qua rửa vết thương cho mà nó. Mà việc tập của anh, dạ. Anh Lâm là không có bà Chính, anh Lâm cũng không, dạ, tập không được. Thì không có làm được rồi, bởi vì đi bán cái số cũng không làm được luôn. Ừ. Nên những ngày bà Chính đau là đâu có lo cho nó được nghỉ hôm nay. Thì đập cái gai vô và cũng tưởng đâu là nó đơn giản thôi, bà cũng lễ lễ mà nó không ra. Rồi bà để 3 ngày nó làm độc mà bà hết đi được rồi, nó mới nói bà đi qua bên bệnh viện đi. Bà để nó nhiễm trùng nặng lên là chết, bà mới khều khều sao nó ra mũ. Bà tóc qua bển người ta nói bà sao bà không đi liền, nói tại lúc đó thì bà cũng tính nó đơn giản thôi. Bà khều khều cho nó ra, ai dè nó không có ra. Nó gãy vậy chồng. Nó gãy cái, dạ, cái gai gì bà Chính? Cái gai cũng như cái cây cọng dừa vậy đó. Dầm. Để cái dầm á. Dạ, cái gai dầm á ha. Dạ. Rồi người ta mới mổ ra, người ta mới ấy được. Bên bệnh viện người ta mổ, người ta gạch ra. Bà Chính thật, bà Chính cũng độc á. Với lại lớn tuổi cái cơ, cái khớp á, nó không có giống như là còn trẻ mà nó mau tái tạo lại. Thành thử là nó giống như là không có cái sức đề kháng lại á. Thì nó cứ tấn công tới luôn à. Thành thử là bà bị yếu lại chứ không gặp như ngày xưa bà Chính còn con gái thì đâu có gì đâu. Bác sĩ người ta nói hỏi bà để nữa nó nhiễm trùng nặng, bà phải đi chích ngừa tới luôn á. Hên là 3 ngày bà đi, nói tại vì đi thốn quá rồi bà đi không được nữa rồi. Rồi cháu nó biểu là phải đi bệnh viện đi. Rồi bà mới qua bệnh viện đó, người ta dập người ta coi, người ta nói mấy ngày rồi phải không? Nói dạ 3 ngày đi cũng được rồi đó. Rồi cái ngày đó thì người ta mổ ra, người ta quậy quá đó, về bà làm không được cho thằng Lâm. Bà mới nói làm đơn giản chút xíu thôi nha Lâm, chứ đứng không được lâu rồi đó. Tại vì cái chân đó là phải nhón giò lên, mà mang dép vô cũng không được luôn. Đúng là dỗ đổ thì bìm leo. Xui vậy mà xui tới luôn, mới vừa kia, mới vừa dứt. Mới vừa tai nạn giao thông tới cái này tới nữa. Bây giờ đã khổ rồi, bây giờ còn khổ thêm nữa. Bây giờ tuổi lớn rồi khổ lắm chứ ơi, nó biến chứng bệnh này bệnh kia vào hoài luôn. Rồi người ta bà cho. Chính vừa hồ thường ví là cô tiên của bà tiên của anh Lâm á. Chứ không phải là một người bà bình thường đâu. Thậm chí là cô bác anh chị biết là sau khi ba anh Lâm mất đi, ba mẹ chia tay, ba anh Lâm mất đi thì mọi chuyện gánh vác đều bà Chính, từ việc vệ sinh ăn uống rồi bà Chính lo hết. Đến cả trị liệu bà Chính đâu làm gì được đâu. Ngày xưa thì sáng còn đi bán gạo được tí xíu, còn bây giờ không bán luôn, coi như hai người không có khả năng lao động luôn. Bây giờ đi không còn lết bớt rồi, đâu có bán gạo gì nổi nữa. Dạ, cô bán của chị thấy đáng thương ghê không? Mà ngặt đòi hỏi cái là Bùi Hồ lại như thế này nè. Muốn giúp đỡ cho bà Chính đưa cái số điện thoại của anh Lâm lên, rồi đưa ghi địa chỉ nhà để cho cô bác của anh chị biết á. Để mà hỗ trợ, nhưng mà cũng trong những người tốt thì cô cũng vài một thành phần lười biếng rồi gạt gẫm thôi. Rồi lừa tiền, rồi Bùi Hồ sợ là anh Lâm không có chống cự được, rồi bà Chính yếu nữa. Rồi vô rồi để buồn nghe, rồi gạt vụ lấy hết tiền rồi sao. Đi bán như đúng vậy không? Nè, mà nó nghe Bùi Hồ nói rồi nó còn theo dõi thằng Lâm á. Nó lấy tiền nữa đó. Trời ơi, nó có bán anh chị thấy lấy không? Lấy số lấy tiền luôn. Cái lần thứ hai cái thằng Lâm nó thấy sao mà đứng gần sau lưng nó
lấy cái số rồi lấy tiền đứng sau lưng nó, tức là lấy tiền lớn hết trơn luôn. Rồi cái mới cho, đưa cho nó cọc tiền, rồi nó đó tôi trả tiền 12 tờ giấy số rồi đi đi. Cái nó nói sao nó ngồi mà nó thấy cọc tiền không rõ, nó mới chạy riết vậy kêu cô Chính coi con coi, hình như là cái chị cho chị lấy tiền con rồi. Đó, cô bán anh chị nghe không? Thì tính ra là nó lấy mấy tiền lớn hết trơn luôn là 600 mấy chục ngàn. Đó, còn nó để là tiền nhỏ không? Tiền nhỏ còn 200 mấy. Cái sau này nó đón Lâm nữa, cái nhà Lâm nó nhìn ra rồi cái nó nói chị ơi em không có tiền thối, em không bán nữa. Rồi nó biết mà sau này nó đi ngang đây nữa thì đi nó thấy thằng này chạy chớp rồi, không biết thằng này biết rồi. Anh Lâm khi nào chị đó anh để biển số xe rồi có gì anh đâu có đi xe đạp đi xe đạp, đi xe đạp thế hả? Trời ơi nhớ nhớ gương mặt chị đó không, chắc mang khẩu trang. Nhớ nhớ, nhớ xăm chân mày rồi làm dữ lắm. Bữa đó bà Chính đi lụm một xe vỏ dừa, bà vừa lên cái dốc cầu này khoảng 1/3 cây cầu thì dựng cái xe đạp anh sao bà cái chạy tới làm như từ thiện vậy, đẩy dùm cái xe vỏ dừa cho bà Chính. Bà Chính nói cảm ơn nha cháu, trời cháu cũng giúp cho bà hèn chi, bà thấy nhẹ quá. Ai về đâu lên giữa dốc cầu rồi cái nói vậy nè, tôi cho bạn 100 ngàn, bà móc tiền bà thấu 400 ngàn đi. Cái nói cô ơi tôi đi lượm vỏ dừa tôi đâu có đem tiền bạc gì đâu mà thối cho cô, thôi bà không nhận đâu, thôi cô cất đi. Cái mới nắm cái xe hoài luôn, giật hoài, nói móc túi thối thì nó không có tiền, đi lượm vỏ dừa mà tiền đâu mà cô kêu tôi thối đó, cô thôi cô cất đi. Cái dần tới dần lui cái ướt vỏ dừa lum mà, nhưng mà nó rớt vô trong cầu á, nên bà Chính mới lụm. Bà Chính mới nói đó thấy không, phải mà nó rớt ra ngoài xe nó cán đó, tai nạn rồi khổ cho tôi nữa, thôi cô đi đi tôi không có nhận, mà cô kêu tôi thối tiền, tiền đâu mà thối. Cái cô nói mà bây giờ bà không thối hả, nói không, cô nắm xe tôi hoài tôi la làng lên, bây giờ cô gạt tôi cái gì á chứ sao cô cho tôi mà cô làm gì quán ở đây tùm lum mà cô không đổi cô cho tôi mà cô buộc tôi phải móc túi thối, cuối cùng là gạt thằng Lâm đó. Y coi như giờ chạy tùm lum lai gạt tùm lum hết trơn, cái nhỏ bên đây cũng bị nữa. Ở những kẻ đó thì mong sao là bị sẽ sớm bị phát hiện để mà bị trừng trị. Thì Lâm nó biết mặt rồi, bây giờ nó biết mặt, chặn nó lại chạy luôn á. Cái bữa đó, trên cầu lộ chạy xuống cái chạy dài thấy chủ vắng đó, cái giao phát tay chặn này lại nói có tiền thối không, cái thằng Lâm nói em không có tiền thối em không bán cho chị đâu, rồi thấy nó không có thối được hả, nó không, rồi đi Lâm chạy đi, nó nói trời ơi con thấy bả là con hổ ôi nữa rồi đó. Cô bán anh chị biết có một số người nha họ sử dụng bùa nghe ngải nghe, bùa hay ngải nghe, mà khi mà mình nói là ở cái tư tưởng, ở trong cái tư tưởng của mình nói dần gần như là lúc mà trong cái giai đoạn khoảng một phút gì đó là mình không biết gì hết, họ yêu cầu gì là mình đưa đó đó, thành nữ là rất là nguy hiểm. Có một cái trường hợp mà bùi hồ trao cho bà cụ thì có người kia vô ôm bà sống một mình vô ôm bà, sau đó là lục hết túi bà lấy hết tiền luôn, nên là nữ là bùi hồ rất ngại cái việc là phải cho địa chỉ và số điện thoại những người già và những người bị tật nguyền giống như bà Chính và Lâm như thế này. Cô anh chị, cô chạy Honda đậu ngay cái miễu, cái vô nói phải nhà Lâm không, nói dạ phải, cô sao tới tối cô lại đây kiếm nó có chuyện chi không, nói tôi nghe trên mà quay trên truyền hình, quay trên máy này nè là tên Mười Hồ á, là nói là em Lâm với bà là em Lâm bị tai nạn, mà bây giờ con thấy vậy con làm ở trong Hòa Phú con tăng ca nên tới giờ này con mới đến con thăm Lâm. Cái bà Chính mới nói trời nóng nực quá à, bà không có đắp cho cháu, nếu cháu có tới thăm Lâm thì bà vô bà đắp nó rồi cháu vô thăm. Cái nó thôi khỏi khỏi để con nói chuyện bà ít lời, cái nói cô nói chuyện gì cứ nói đi, bà sợ bùa rồi bà đứng xa xa. Cái em nói con á, có một người bạn ở Bến Tre
Rồi con cũng quê Bến Tre, nhưng mà giờ con đi làm trong Hòa Phú á, con tăng ca mà con nghe vậy thì cái chị ở Bến Tre chỉ có một nguồn tiền, chỉ kêu con á là lên đây rước bà đi. Cái bà mới nói về cháu ơi, bà ngồi không ra không được, mà bà bỏ nhà bà đi thì cháu bà ở đây có một mình không ai lo, nó không hoạt động được. Nên thôi á, mà nếu mà người ta có lòng từ thiện á, thì người ta tới đây người ta cho bà bao nhiêu cũng được, còn nếu không được thì thôi, chứ bà, con không có bắt buộc. Nếu mà cháu có lòng tốt vậy thì bà cũng cảm ơn cháu với cháu ở Bến Tre. Thì nó mới nói á, là bây giờ bà cho số điện thoại của Lâm đi, rồi á, con liên lạc với chị bạn Bến Tre để tìm cách. Cái nó quay điện thoại cái số của Lâm xuống dưới con kia. Cái con kia nó mới quay lên, nó quay lên không được, không được. Cái con này đang chạy ra ngoài đường, cái con nó nhắn cái con này quay trở vô nữa. Cái mới nhá điện thoại thằng Lâm thì nó quay liên lạc được với bà. Nó nói bây giờ là bà lên xe Honda đi, cho cái em con nè, nó chở bà đi xuống Bến Tre. Mà con á, trên đường đi nó nói cháu ơi, giờ này bà không có đi đâu mà dưới Bến Tre hết trơn, bà không có đi. Không có ai cho bà mà một cách mà khó khăn như vậy hết trơn á, bà không nhận. Cái nó nói bà đi đi, rồi trên đường Bến Tre á, là con lên từ từ, có thể là nửa tiếng đồng hồ con gặp bà dọc đường luôn. Cái nó không, bà không ngồi không ra được, bà không đi cháu ơi. Rồi cái nó hỏi bà vậy chứ bằng đêm lên được không, nó không. Bằng đêm mà vắng vẻ lắm, bà không có tiếp khách được đâu. Sao mà nhà từ thiện nào mà cho mà lại đi bằng đêm cháu ơi, bà không có nhận. Cái sáng là nó hỏi gì chứ bà có con cháu gì ở gần Bến Tre không? Cái bà mới nói bây giờ là một cách như vậy, tôi mượn người thân của tôi là ở Trà Vinh, hoặc là con tôi ở Trà Vinh qua đó gặp cô có thể được không? Cái nó nói ờ cũng được. Đó với con vợ nữa, cái ngồi nó hẹn ngay cái quán hủ tiếu. Cái con bà mới ngồi trong quán hủ tiếu, mới ăn chờ, chờ xong mới thấy xong, thấy lợi mới ai về nó chạy vòng vòng ngoài, nó dòm số xe của con bà. Cái nó, con bà không có thấy nó phải không, mới bước qua cái nhà kế bên đứng nhờ. Thì cái cô đó cũng nói anh với chị cứ đứng đứng đi, đâu có gì, ngồi trước cửa em đi. Thì con bà ngồi đó một chút xíu là nó chở một bà già, già hơn bà nữa, giữ giường, bốn công giường ở Bến Tre á, có ở có một mình cất cái chòi. Nó dụ bà đó, nó nói là bữa nay tôi chở bà đi lên cái nhà từ thiện này nè, hai vợ chồng là ở Mỹ về đó. Cái bà này bỏ nó lên đi, đi thì nó hỏi bây giờ trong mình bà dòng vàng tiền bạc gì bà đưa con, chứ tới đó cái thằng đó chứ con đó nó xét bà có tiền có vàng là nó không cho bà nhà hỗ trợ nhà bà đâu. Bà ơi được, bà đưa nó trơn cháu ơi. Trời rồi ơi. Nó chở bà tới đó chỗ con bà đó, nó để đó. Rồi bà già đó bà cũng biết vậy, rồi con của bà cũng không có nói chuyện với bà đó nữa. Thì chính cái nhà của mà cho ở nhờ đứng nhờ người ta mới xác minh, người ta nói hai vợ chồng cái anh này nè là hỏi tôi á, là đứng nhờ thì tôi cho ngồi nhờ đây, mà cô đó cô chở bà già này tới á, thì ngồi đây cũng không có nói quan ở lợi gì trơn á. Cái con gì mới nghi chắc con này nó gạt hay là cái gì, rồi mới chạy theo phân theo cái con đường đen gì nè, thì ra một con đường lớn là chạy mất tiêu. Trời ơi. Và cái con bà mới trở lại nói bà ơi bị gạt rồi, thôi mà nay nó về đi, cái con này nó gạt, nhưng mà nó thấy vợ chồng tôi chắc là không phải là dân quê, nên nó không gạt, nó bỏ nó chạy rồi. Trời ơi. Bà đó bà mới xô chiếc xe của con bà la làng. Bà nói công an ơi, hai vợ chồng này nó gạt, nó lột vòng vàng tôi với tiền bạc hết trơn rồi. Thì người ngoài ta đâu biết. Cái cô mà phơi đồ cổ nói bà nói vậy là sai. Tôi phơi đồ ở đây là nãy giờ nửa tiếng hồ tôi không thấy bà với cái anh chị này nói chuyện với nhau. Tôi thấy cái con kia nó chở bà lại, mà tại sao bà vu khống người ta. Tôi xác minh là không có. Cái con bà mới nói trời ơi tôi bây giờ công an lại tôi chỉ số nhà, nhà tôi ở bên Trà Vinh, vợ tôi mai giá làm ăn chứ đâu có gạt gẫm ai, mà bây giờ bà hô tôi gạt bà, tôi đâu có nói chuyện với bà. Tôi thấy cái con này nó lỡ nó dòm vợ chồng tôi rồi sao nó bỏ nó đi, là tôi nói bị gạt rồi, tôi mới chạy theo thì nó trốn mất rồi.
rồi bà lại chi hô lên, bà nói tôi lột vòng vòng, bà về công an cũng chưa tin đó cháu, mới điện về chỗ con bà ở nè, cái nói trời ơi vợ chồng ta làm ăn mà đâu có cái vụ gạt này ở đâu, nhà cửa ta đàng hoàng dữ lắm, vợ ra ma giá là mua bán. Lâu chưa bà Chính? Cũng không mấy tháng rồi hả Long? Không có lâu. Cũng lâu lâu rồi, mấy tháng rồi. Rồi cái công an mới nói trời ơi cái anh này mặt mày sáng láng mà cũng làm gạt người ta nữa, nên nó thấy anh là nó gạt không được rồi, nên nó mới chạy luôn đó. Đó, rồi bây giờ nè chờ ra tòa án Bến Tre. Đấy, rồi cái công an mới hỏi con bà bây giờ anh có nhận dạng được cái cô đó không, nó về được cổ bực bịch khẩu trang nhưng mà móng tay dài lắm mà sơn màu vàng, mặc bộ đồ sao sao đó, thì công an đi đâu tiếng hồ gì trở lại đó thì chở nó lại bắt được luôn ha. Bắt được mới là hỏi con bà anh nhìn có đúng cô này không, dạ đúng, cổ là người gạt tôi đó. Đó thì công an người ta mới xác minh ra là con bà bị gạt rồi chứ đâu có phải là lường gạt gì đâu. Đó. Có cái câu là cô bác quý anh chị biết không, có một cái câu là lưới trời lồng lộng ti thưa nhưng khó thoát, đó là cái câu phim ngày xưa ha. Bà Chính ở đây ngồi đi bà Chính. Nghe bà Chính kể cái câu chuyện rồi mà. Cái con dâu bà mới xin công an cho chụp hình nặng gửi về trên này. Thì là ở nói ở trên này cái con mà gạt với nó đó giống luôn. Nhỏ con lắm nhưng mà khác người, nhưng mà nó đi nó khôn, nó không đi ngã này, nếu nó đi ngã này là dính camera rồi. Nó đi ngã này nó vô nó lách nó lách người, thì lúc đó cái ông này ông gỡ cái camera phía này hư ông gỡ nên trục chặt không có dính đó. Công an mới nói bây giờ làm sao mà tìm được cái hình ảnh của cái con trên này nè, đặng người ta mới truy nã ra một tốp trên này nữa. Thì sau khi đó em thì 11 giờ thì bên hông hè bà có hai người thanh niên đứng lúc ló đó, cái bà mới đi ra bà gọi đèn và bà cũng ngừa bà thấy đứng, bà hỏi ai mà đứng đây lãng vãng giờ này, cái bỏ đi một nước luôn. Thì cái con trên này nó nếu mà nó dụ bà đi rồi là nó áp vô nó làm lâm nè và tiêu thôi. Thì như thế này bà Chính, nghe cái câu chuyện á thì mình thấy là mặc dù là có thể đừng lừa gạt người này nhưng mà một khi mà sa vào pháp luật thì phải chịu sự trừng phạt của pháp luật thôi. Và cũng may là cho một cái người phụ nữ trên này là chưa có bị vô cái màn hình camera. Nhưng mà thưa cái bạn này mà nếu như coi được video clip này á thì hãy nhớ cố gắng đừng lừa gạt những người như thế này nữa, lo làm ăn đi, làm biến mà ở không mà lo gạt thì tội lắm. Cái đó là đi hoài cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cũng thông báo luôn cho cái người mà nói xem kênh Bùi Hồ á, ở ngoài trước có camera thì trước sau thì cũng phải xa lưới thôi nếu như mà còn làm cái công việc đó. Bây giờ quay đầu là bờ, hoàn lương vẫn còn kịp hả. Để cố gắng suy nghĩ, lừa gạt những người như thế này thì mình không có ngày để mà mình làm ăn phát triển lên đâu. Bà Chính ơi, con nghe bà Chính kể thì con mới hiểu được cái câu chuyện là bà Chính với lại anh Lâm đã từng bị gạt như thế này thế nào. Và nên như vậy Bùi Hồ không thể nào cho số điện thoại cũng như địa chỉ của gia đình bà Chính, mặc dù là ở cái quãng đường vị trí địa lý từ Đồng Tháp đến thành phố Vĩnh Long á cũng hơi xa. Tuy nhiên thì có việc tiện đi ngang đường á thì Bùi Hồ khi mà được Mạnh Thường Quân hỗ trợ cho bà Chính á thì Bùi Hồ luôn trao, mặc dù là nó hơi trễ tí xíu nhưng mà cũng đâu đó cho bà Chính Vinh Lâm tích lũy đẩy lại để mỗi khi mà gặp khó khăn sự cố gì á thì có tiền để mà mua thuốc men trị bệnh cũng như xoay sở cuộc sống hàng ngày. Thì cũng mong nhân về chúng ta nói là trên xã hội này, gọi là xã hội thì nó phải có người tốt, người xấu, có người hiền, người ác, nó đủ loại thành phần nên mới có xã hội. Và những người ở Việt Nam mình đó cái tình yêu thương nhiều lắm, nên những cái người mà gọi là sống ở cái sông bám, sống vào sự lừa gạt mọi người để mà kiếm sống thì không tồn tại được lâu, và rất ít người như vậy. Điển hình là qua nhân dịp mà những cái đoạn clip Bùi Hồ đăng lên, rất nhiều cô chú là kiều bào từ tất cả các nước đều hướng tâm về Việt Nam giúp đỡ những cái hoàn cảnh khó khăn, mà Bùi Hồ chỉ là một phần nhỏ của những người kết nối thôi để mà hỗ trợ.
Bà Chính ơi, hôm nay con đến đây là cũng lần thứ mười mấy, con cũng quên mất đi. Bà Chính đếm không nổi. 12 lâu đi. Dạ, con đến đây con thay mặt cho một chị giấu tên ở Mỹ gửi cho bà Chính $200. Và cô Phấn ở Úc gửi cho bà Chính 2 triệu đồng. $200 con đổi lại là $100 con đổi lại là 2.550.000 đồng. Là $200 là con đổi lại 5.100.000 đồng. Với lại cô Phấn ở Úc 2 triệu đồng nữa, là tổng cộng là hôm nay bà Chính nhận được tiền của Quý Mạnh Thường Quân ở Mỹ và ở Úc là 7.100.000 đồng. Bà Chính muốn khóc luôn rồi. Đây con gửi cho bà Chính ha. Bà Chính nói là không có cần đếm, nhưng mà Bùi Hồ đếm đó cho cô bác quý chị thấy rõ. $200 là phần của một chị giấu tên ở Mỹ và 2 triệu đồng là một cô Phấn ở Úc. Cô bác anh chị 2 3 4 5. Đây 5.100.000 đồng. Còn này là 2 triệu đồng. Này là của cô giấu tên ở chị giấu tên ở Mỹ. Chắc kỳ rồi cho gì hai cái hộp sữa quá. Dạ đúng rồi. Chị uống thật là bổ dưỡng. Bổ dưỡng. Thì thấy á. Nghe nói chắc chị giỏi nữa quá. Dì mới nói vậy nè, trời ơi sao mà dịp mai quá, cái cô này cũng gửi không biết phải có bạn bè gì không, mà cô gửi uống chất lượng quá trời, sữa ở bển chất lượng. Uống thấy là phát triển cơ thể. Để con nói với chị coi có rồi gì. Bà mới đưa tay vậy nè, bà nói lúc trước nó nhăn dữ lắm, lắm bây giờ nó tròn trịa được quá rồi. Ai về đâu mới thời gian mà bị mà còn sữa không? Hết rồi cháu. Hết rồi. Dạ. Đây, dạ, đây là của cô Phấn ở Úc với lại chị giấu tên ở Mỹ. Dạ. Thì cũng thay lời gia đình của Lâm, bà Chính cảm ơn cô giấu tên ở Mỹ và chị Phấn ở Úc đã có lòng hảo tâm giúp đỡ cho gia đình bà. Nhận được số tiền này bà rất là mừng, xoay sở trong gia đình trong lúc bà khó khăn, và bà không biết nói gì hơn. Bà cảm ơn và cầu chúc cô giấu tên ở Mỹ và cô Phấn ở Úc giàu giàu sức khỏe, gia đình may mắn và làm ăn phát đạt và dài dài. Bà Chính cái trí nhớ 80 mấy tuổi rồi nhưng mà cái trí nhớ của bà Chính tốt lắm. Dạ bà cầu mong cho gia đình gặp nhiều may mắn hết thảy, và cảm ơn tất cả những nhà hảo tâm từ xưa tới giờ đã giúp đỡ cho bà Chính và Lâm mới được như ngày hôm nay. Chứ nếu mà không có những cái nguồn này mà Mười Hồ đưa tới đây thì gia đình bà Chính Lâm nguy dữ lắm. Mai thôi, mai mốt để đó, để tiền túi đi, cái người ta chở mình đi nữa. Rồi nói vậy chứ cô bác của anh chị mà những người đó thấy tiền này không phải là giờ này có đây đâu, chút xíu là đem gửi đi mất tiêu à. Dạ để rất là nguy hiểm cô bác của anh chị, tuổi già mà số tiền thì rất lớn. Cái con nhỏ ở đây nè, nó nói bà lên xe con chở, nó không được chứ ơi. Bây giờ bà sợ con nhỏ chở không được, con ba con ra tới chở bà đi. Cái con dưới kia điện lên nói bà đi đi con chạy lần lên chừng nửa tiếng đồng hồ là bà gặp con ở dọc đường, phải bà đi là ở trên này mấy thằng này mới vô nhà bà. Dạ. Nó có nghĩa là cái kế đó gọi là cái kế điệu hổ ly sơn. Dạ. Bà Chính đi thì vô đây là lục ở trong nhà kiếm tiền. Bà Chính đi cũng chết, bà Chính đi dọc đường nó cũng làm việc bà Chính luôn. Dạ thôi bà thì thôi bà Chính ơi, khó khăn thì cũng cố gắng vượt qua ha. Rồi một lần nữa thì chắc có lẽ là Bùi Hồ cũng chân thành tất cả các cô chú quý anh chị Mạnh Thường Quân đã đồng hành với Bùi Hồ, ủng hộ về hoàn cảnh của anh Lâm nói riêng và tất cả những hoàn cảnh khó khăn nói chung. Và cả ngày hôm nay thì Bùi Hồ chân thành cảm ơn một chị giấu tên ở Mỹ và cô Phấn ở Úc đã gửi những cái phần hiện kim rất là quý giá như thế này đến hoàn cảnh của bà Chính, để cho bà Chính cùng với lại người cháu của mình có thêm một cái nghị lực, cái động lực để mà sống vươn lên trong cuộc sống. Đây là một phần san sẻ yêu thương, mang cả những cái trái tim yêu thương để mà gửi đến bà Chính. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý anh chị ở video clip sau. Xin chân thành chúc cô bác quý anh chị Quý Mạnh Thường Quân sức khỏe, an lạc, dồi dào và hạnh phúc. Bà Chính cũng cảm ơn hai cháu nha.